bệnh tiểu đường loại 1 ảnh hưởng đến khoảng 9 đến 10 triệu người trên toàn cầu. Xảy ra khi hệ thống miễn dịch xác định sai các tế bào sản xuất insulin trong tuyến tụy là ngoại lai và tiêu diệt chúng. Thông thường, cơ thể có sẵn các công cụ để làm dịu hệ thống miễn dịch sau khi vô hiệu hóa mối đe dọa. Tuy nhiên, những công cụ này đôi khi bị lỗi. Kết quả là, hệ thống miễn dịch tiếp tục tấn công các tế bào sản xuất insulin, có nghĩa là cơ thể không tạo ra đủ insulin để quản lý mức độ gluco trong cơ thể. Quản lý tình trạng này đòi hỏi phải tuân thủ cẩn thận các hạn chế nhất định trong chế độ ăn uống và sử dụng insulin khi cần thiết. Tuy nhiên, đối với nhiều người, bệnh tiểu đường có thể dẫn đến các biến chứng nghiêm trọng bao gồm tổn thương tim và thận. Các nhà nghiên cứu tại Đại học Missouri Columbia đã phát triển một phương pháp điều trị mới cho bệnh tiểu đường loại 1 và nó đã được chứng minh là thành công trên các mô hình động vật. Phương pháp điều trị mới và kết quả từ các mô hình động vật được mô tả trong một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Science Advances. Cụ thể, việc điều trị liên quan đến việc cấy ghép các hòn đảo nhỏ hoặc các tế bào sản xuất insulin. Tuy nhiên, không giống như các nỗ lực cấy ghép khác, không cần sử dụng thuốc ức chế miễn dịch lâu dài. Một thách thức lớn đối với loại cấy ghép này liên quan đến phản ứng không chính xác của cơ thể đối với các tế bào sản xuất insulin. Quá trình bình thường của cơ thể để đóng cửa một số tế bào của hệ thống miễn dịch, một quá trình gọi là apoptosis hoặc chết tế bào theo chương trình, thường không hoạt động ở những người bị bệnh tiểu đường. Nhóm nghiên cứu đang sử dụng cơ chế đằng sau quá trình apoptosis để giúp các tế bào sản xuất insulin được cấy ghép tồn tại. Cụ thể, nhóm nghiên cứu đang bắt chước sự tương tác giữa hai phân tử FASO xuất hiện trên các tế bào sản xuất insulin và FA xuất hiện trên các tế bào miễn dịch. Các tế bào sản xuất insulin được cấy ghép có một dạng FASO được thiết kế để ngăn chặn hệ thống miễn dịch tiêu diệt chúng. Một lợi ích tiềm năng của phương pháp này là nó làm giảm nhu cầu điều trị ức chế miễn dịch. Thông thường, phương pháp điều trị này là cần thiết để ghi đè hệ thống miễn dịch và ngăn nó tiêu diệt các tế bào sản xuất insulin mới này, nhưng điều này đi kèm với một loạt rủi ro và biến chứng. Cho phép các tế bào tồn tại mà không gây rối với hệ thống miễn dịch có thể dẫn đến kết quả tốt hơn cho bệnh nhân. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn, chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé!